Tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, không thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Bỏ mặt ngoài chân thì các chị bổ xuống tới mu bàn chân của mình luôn. Mu bàn chân nó hỗ trợ cho gan. Rồi, bỏ mặt ngoài chân như thế này nè, những trường hợp mà ai bị táo bón á, mà đi mà cảm thấy khó đi á, thì các chị vô nhà vệ sinh, các chị ngồi đi đúng không? Ngồi mà đi hoài chưa ra được, các chị bổ, lấy hai tay của mình bổ hai bên mặt ngoài chân, nó kích hoạt cái thần kinh thực vật thì các chị sẽ đi được nha. Bài này là mỗi ngày khi vào tập thi ăn đổi cốt là chúng ta sẽ tập bài này. Đóng cửa đi giúp em. Rồi tiếp theo các anh chị bổ mặt trong chân giúp Vân. Mặt trong chân thì hỗ trợ cho quả thận của mình ngày càng khỏe hơn. Các anh chị bổ nè, từ cái bạn háng của mình nè. Các chị bổ dài xuống à. Rồi bài này thì Phương chỉ chú ý với các anh nam thôi, tại vì khi bổ sát bạn háng là thì các anh nam chú ý tí xíu ha. Những trường hợp mà mình mới tập lần đầu quá thì khi các chị bổ như thế này nè, nó sẽ hơi đau ê, thì các chị bổ vài bữa nó không thuốc là nó hết rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua bài kế tiếp, đó là bài massage hồi xuân cơ thể. Các chị ngồi xếp bằng lại, thẳng cái lưng lên để Phương dùng Phương gần cái camera lại ha. Rồi với bài này thì chúng ta vệ sinh tay đặt, tại vì nó sẽ tác động lên vùng da mặt của mình. Các chị xoa tay thật nóng lên, hơi thở vẫn cứ đưa hơi thở vào hết xuống vùng khí hải, và các anh chị đặt cái ý mình ra tay để quá trình này xoa hai bàn tay cho bàn tay của mình nó nóng lên. Massage hồi xuân cơ thể giúp cho khí huyết lưu thông lên vùng đầu tốt hơn và hỗ trợ cho quá trình chăm sóc tạng phủ bên trong, cũng như từ từ cái làn da của mình được sáng và đẹp hơn cả nhà. Rồi các anh chị vuốt đầu ha. Các đầu ngón tay của mình là mình dùng bằng thịt của ngón tay chứ không dùng móng ha. Đặt ngay cái vùng chân mày nè. Mười ngón tay đặt vào đây, các chị vuốt cái đầu. Mười đầu ngón tay miết vào da đầu, vuốt cho tới sau ót, vuốt cho tới phía sau ót nhé. Rồi chúng ta lặp lại 36 cái ha. Các anh chị vuốt như vậy 36 cái. 36 cái. 1 2 3 4, 10 đầu ngón tay miết vào da đầu của mình. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Rồi tiếp tục xoa tay thật nóng lên. Rồi tiếp theo là mình sẽ vuốt mặt. Các anh chị đặt ngón tay của mình chỗ cái cạnh hàm nè, mười đầu ngón tay các anh chị vuốt hai bên má của mình,
vuốt dọc lên, vuốt dài lên dọc hai bên sống mũi, tới chán đụng cái chân tóc của mình, các chị kẻ ra giống như hình trái tim đó, rồi vuốt lướt nhẹ xuống trên da, lướt nhẹ kéo xuống. Thì khi quá trình kéo xuống á, thì các chị chỉ là cái tay của mình lướt nhẹ trên da thôi, chứ không có dùng lực kéo ha. Nhưng mà khi tay đẩy lên thì có một cái lực tác động vào các đầu ngón tay để nó tác động vào da mặt của mình, vào những cái cơ sâu bên trong nè, tác động lực vào. Còn khi tay kéo xuống thì lướt nhẹ trên da thôi, không có dùng lực. Tại vì khi các chị kéo xuống mà lấy tay mình kéo mạnh xuống như thế này, nó làm sệ da mặt. Thì trong chăm sóc da thì người ta chuyên về đưa đẩy đẩy lên hơn, trong cái kéo xuống nha. Rồi làm 36 cái cả nhà, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các anh chị cứ đưa hơi thở vào 9, 10, 11, 12. Vuốt ở đâu thì đặt ý ở đó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Rồi thôi, các anh chị tác động ở đâu thì mình đặt ý ở đó ha. Như hồi nãy là mình vuốt đầu thì các anh chị đặt ý lên vùng đầu, vừa rồi là mình vuốt mặt thì các anh chị đặt ý ở mặt. Ý ở đâu thì khí tới đó, thì quá trình mình tác động vậy thì khí nó tới, máu huyết nó lưu thông thì nó nuôi mới cái vùng đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ vuốt mũi nè, dùng hai ngón tay, ngón áp út và ngón giữa, các anh chị đặt cái bên cái mũi của mình nè, các anh chị vuốt đẩy lên và kéo nhẹ xuống. Thì bài này sẽ hỗ trợ cho vùng mũi của mình, đó là son, những trường hợp son rồi nè, và giúp thông cái mũi, và đặc biệt hơn nữa đó là có thể giúp cho chúng ta đẹp lên cái mũi, sống mũi nó có thể nó cao lên, nó đẹp lên ha. Thì bài này mình vuốt 36 cái, hai tay nằm cặp hai bên cánh mũi, rồi vuốt đẩy lên tới từ cái chén ở đây, các chị kéo nhẹ xuống, hai tay miết vô hai bên, rồi vuốt đẩy lên 36 cái hết cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Rồi xoa nắm tay lên. Rồi tiếp theo mình sẽ chăm sóc mắt. Các chị so như thế này nè, bàn tay mình nóng nóng lên đúng không? Thì dùng lòng bàn tay, các chị nhắm mắt lại, áp vào mắt của mình để cho cảm nhận hơi nóng khoảng 3 giây. Rồi các chị miết cái tay của mình vào nè, miết vào vuốt ra đôi mắt, từ đôi mắt vuốt lên tới trên đỉnh đầu của mình. Hai tay ha, hai tay mình lặp lại 6 lần. Rồi bắt đầu. 1. Rồi tiếp tục xoa nắm tay. 2. Ba. Đặt ý ra mắt nha cả nhà. 4. Năm, sáu, rồi tiếp theo là mình sẽ vuốt quanh hốc mắt. Tại vì quanh hốc mắt này của mình nó có những cái huyệt đạo á, những cái huyệt á, thì quá trình mình vuốt như thế này nó sẽ tác động cái huyệt,
Rồi các anh chị dùng hai ngón tay trỏ của mình nè, đặt ngay cái đầu chân mày, các anh chị vuốt xuống mắt mắt dưới, mí mắt dưới, vuốt quanh các mắt của mình nè, rồi vuốt ra đuôi mắt, ra thái dương, rồi thái dương vuốt lên trên dọc theo chân mày, cứ như vậy thành một cái hình tròn, vuốt 36 cái ha, mỗi bên 36 cái, làm một lúc hai tay cả nhà. Rồi vuốt quanh mắt mắt, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Rồi tiếp theo là mình xoa hai bên lỗ tai, chăm sóc hai bên lỗ tai. Các anh chị thử lấy cái tay của mình gờ nè, bóp lỗ tai coi lỗ tai của mình nó có cứng không hay nó mềm, hay là quá trình bóp như thế này nó đau. Vậy thì ai đang cứng mà đang đau là quá chứng tỏ là máu chưa lưu thông lên vùng vùng đầu tốt, nên cái bài này sẽ xoa cho lỗ tai mình nó mềm ra ha. Bên cạnh đó nó sẽ dưỡng cái thận của mình, tại vì thận khai khiếu ra lỗ tai. Thì các chị xoa hai tay của mình nóng lên, xoa hai tay nóng lên, rồi dùng hai cái lòng bàn tay nè, các chị xoa lỗ tai mình 6 cái, xoa nè, để nó tác động vào cái lỗ tai của mình cho lỗ tai nó mềm ra. Rồi làm một cùng một lúc hai bên ha, xoa 6 cái lặp lại 6 lần. Rồi lấy hai cái tay miết ra phía sau đầu, hai tay là miết ra phía sau, xoa 6 cái rồi miết ra phía sau. Rồi lặp lại, xoa nắm tay lên, lặp lại lần 2. Xoa nắm tay lên, lặp lại lần 3. Rồi lần 4. Rồi lần 5. Rồi lần 6. Rồi kế tiếp là mình sẽ ngoáy lỗ tai, thì sẽ hỗ trợ cho tai của mình nó được thông suốt hơn. Thì các anh chị dùng ngón tay trỏ của mình á, nhớ là cắt cái móng tay ha. Các anh chị hít một hơi, nén lại và đặt ý lên lỗ tai của mình, giữ khí nha, lúc này giữ khí là bên trong, dùng ngón tay nè, đưa vô, ngoáy 6 cái. Rồi nhắc ra, thở ra, xì ra, lặp lại 6 lần ha. Rồi ngay lỗ tai, 1, 2, hít vào, 3, 4, năm, sáu, bài này là mỗi ngày mình sẽ làm, nên các anh chị đừng có lo sợ là quên bài ha, mỗi ngày mình đều làm. Rồi kế tiếp mình sẽ vuốt hai bên cái mang tay. Hãy dùng hai ngón tay này, ngón trỏ với ngón giữa của mình là kẹp hai bên đó, kẹp bên đầu tay này, anh chị vuốt đẩy lên và kéo xuống. Hai bên này là nó có hai cái đường mạch máu, nên các anh chị tác động như thế này giúp cho máu lưu thông lên tốt, cũng như tác động cái vùng đầu tay của mình, hỗ trợ cho tay nó được tốt hơn.
Rồi các anh chị vuốt 36 cái ha. Rồi tiếp theo mình sẽ chăm sóc vùng cổ. Các anh chị sẽ đặt cái tay bàn tay của mình ra phía sau hốc ghế phía sau nè. Cái bàn tay nghiến vào vuốt cổ, vuốt hướng lên, vuốt hai bên 12 cái, lặp lại 6 lần các cả nhà. Rồi bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi cả nhà mình xoa tay nóng lên, mượn nhiệt ở bàn tay. Rồi lần 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nó sẽ phòng ngừa những trường hợp mà vuốt cổ đó. Rồi lần 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lần 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lần 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Các chị vuốt kéo lên gì giúp Phương, chứ đừng có vuốt xuống gì nó sẽ cái da. Vuốt kéo lên ha, vuốt kéo lên. Rồi lần cuối cùng cả nhà, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Phụ nữ cần chăm sóc nhất đó là cái phần bàn tay của mình nè và cổ, tại vì thông qua nhìn bàn tay và cổ người ta sẽ đoán được cái tuổi của mình. Rồi chúng ta sẽ chăm sóc vùng răng miệng. Các anh chị dùng các đầu ngón tay gõ vào vùng nút răng của mình nè, từ xương cùng, từ đốt, từ cái cây răng cùng các anh chị vỗ dài ra đều hết cả hai hàm của mình luôn. Rồi dây ấn vùng lỗ răng, tiếp tục là lấy các ngón tay của mình dây vào vùng lỗ răng của mình, hàm trên hàm dưới. Rồi tiếp theo là mình sẽ khua răng. Thì cái đầu lưỡi của mình, các anh chị cuốn cái đầu lưỡi lên trên, cuốn cái đầu lưỡi cong lên trên, đặt lên trên cái vòm họng trên á. Rồi hai hàm răng cắn lại với nhau, hai hàm răng cắn nghe tiếng kêu cốc cốc ha. Và mình hình dung dưới cái đáy lưỡi nè có hai cái miệng để quá trình khua răng nước bọt tiết ra được nhiều hơn. Rồi quá trình này khua răng cả nhà mình giúp đỡ Phương, đó là khi nước bọt nó tiết ra thì giữ lại trong khoang miệng ha, không có nhổ bỏ, các anh chị giữ đó giúp Phương. Rồi khua khoảng 200 cái. Rồi đồng thời kết hợp các anh chị xoay lưng để kéo giãn cái lưng của mình, vừa khua răng vừa xoay người.
rồi sẽ chìm ngược lại đi cả nhà. Nước bọt tiết ra các chị giữ lại trong khoang miệng của mình ha. Bài này sẽ hỗ trợ cho quá trình răng của mình chắc khỏe hơn. Rồi. Rồi chúng ta sẽ đảo lưỡi, các anh chị dùng cái lưỡi của mình á, đầu lưỡi này các anh chị đảo mặt ngoài của hàm răng trên và hàm răng dưới, đảo qua đảo lại như vậy 6 cái ha, hàm răng trên 6 lần, hàm răng dưới 6 lần. Mặt ngoài ha. Rồi, giữ nước bọt trong khoang miệng của mình, các anh chị xúc nước bọt, xúc miệng ấy, giống như chúng ta xúc nước gì đó, các anh chị xúc 36 cái ha. Rồi, đủ rồi thì mình sẽ nước bọt của mình chia ra 3 ngụm. Chia ra 3 lần nuốt xuống, nuốt thẳng xuống bụng dưới của mình. Quá ngon. Ở đây có anh chị nào lần đầu tiên mà nuốt nước bọt mà thấy nó ngon dữ không? Rồi, bài này á, các anh chị làm được buổi sáng thì quá tốt. Tại vì khi ngủ dậy á, khi ngủ dậy ra nước bọt của mình trong khoang miệng nó có những cái khuẩn lợi tốt, thì các anh chị làm bài này để nó hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa của mình được tốt hơn, và quá trình mình khua răng nãy giờ nè và đảo lưỡi nè nó tiết ra cái enzyme nữa, thì khi các anh chị uống nước bọt như vậy á nó hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa của mình. Nên sáng sớm ngủ dậy thì khoan nó bỏ đi súc miệng ha, uống nước rồi làm bài này. Rồi coi như là xong quy trình massage hồi xuyên cơ thể, thì mỗi ngày mình vào đây tập đều tập bài này. Ngoài việc các anh chị tập đạt được cái sự khỏe mạnh, bên cạnh đó mình có luôn cả cái khía cạnh của về sắc đẹp nữa. Thì cái bài massage hồi xuyên cơ thể này giúp cho da của mình từ từ nó sáng, nó đẹp lên. Và những quá trình mà mình tác động lên gương mặt như thế này nè, muốn tác động mọi cái là mình đang chăm sóc cho tạng phủ bên trong, cho cơ quan bên trong của mình nữa. Nó có một cái sự liên đến. Thì khi các chị kích hoạt như vậy thì nó kích hoạt cái hệ thống bên trong. Nhìn hình tướng thì thấy nó đơn giản, nhưng mà chúng ta có sự lặp đi lặp lại mỗi ngày thì nó hiệu quả nó rất là cao. Cũng giống như giọt nước gì đó cả nhà, các chị thấy hình tướng giọt nước nó nhỏ từng giọt, nó không có sức mạnh gì, nhưng nó có sự lặp đi lặp lại gì đó, thì từ từ đá nó cũng phải mòn, tại vì nó nhỏ ngay đó hoài vậy đó. Thì các anh chị tập bài này mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy cái sự hiệu quả của nó. Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình cùng đứng lên ha. Ngồi xếp lâu tê chân hả? Rồi, hôm nay mình sẽ đi các anh chị khởi động các nhóm gân cơ giúp Phương cho gân cơ của mình nó nóng lên. Rồi, bài này mình sẽ tập trung vào gân cơ ha, không có tập trung vào xương. Gân cơ khỏe thì xương nó sẽ khỏe lên.
Khởi động ở đâu thì đặt ý ở đó hết cả nhà. Các chị khởi động ở cổ thì đặt ý ở cổ và tập trung vào gân cơ của mình. Rồi các chị khởi động cổ nè, gập cổ xuống, gập đầu xuống, dùng hai tay của mình kéo cái đầu xuống, giữ và thở lỏng. Rồi ngửa đầu ra sau, dùng hai tay đẩy cái cạnh hàm lên, đẩy cao lên, giữ và thở lỏng. Rồi trở về, nghiêng đầu qua phải, lấy tay phải kéo đầu về bên phải, thẳng người ha, chứ không phải là kéo theo ha, mà là kéo cái đầu mình qua bên phải nè, đặt ý vào cổ vai trái, tay trái chì xuống để nó tác động vào cổ vai trái của mình. Rồi giữ và thả lỏng, thả lỏng cổ vai trái. Rồi trở về, đổi bên, nghiêng qua trái, lấy tay trái kéo về, tay phải chì xuống, đặt ý vào cổ vai phải. Rồi trở về, tiếp tục gặp về trước. Rồi ngửa ra sau. Rồi trở về, nghiêng đầu qua phải. Rồi đổi bên. Rồi giữ và thả lỏng. Rồi thôi. Rồi mình sẽ xoay cổ, các anh chị gập cổ xuống nè, gập cổ sát xuống cho cái càm đụng vô ngực luôn. Rồi các anh chị xoay từ trái ra phải. Với động tác xoay cổ này chúng ta sẽ chậm thôi, từ từ xoay hết biên độ cổ của mình. Quá trình xoay các anh chị hướng cái cổ, kéo cái cổ mình cao lên. Rồi đổi chiều ngược lại. Những buổi đầu thì mình sẽ khởi động như thế này để cho gân cơ của mình nó bắt đầu bắt nhịp vào quá trình tập. Rồi thôi cả nhà, những buổi hôm sau thì mình sẽ tăng lên ha, tăng cái sức tập lên. Rồi các anh chị đang các ngón tay để Đức Phương xoay khớp cổ tay. Xoay khớp cổ tay thì đặt ý ở cổ tay. Rồi đổi chiều ngược lại. Rồi xoay phỉ tay của mình. Quá trình xoay kỹ tay á, các anh chị dùng cái vai là nâng cái tay mình ngang vai, đừng có bị sệ xuống vậy, ngang vai. Rồi xoay đúng ngay cái kỹ tay của mình thôi. Đặt ý ngay kỹ tay. Rồi đổi chiều ngược lại. Từ kỹ tay ra cái bàn tay của mình. Rồi thôi. Rồi xoay cùng một lúc cả hai cánh tay. Dùng cơ nâng vai nè. Cái đồng vai của mình xoay ha, các chị xoay sao cho cánh tay của mình thành một hình tròn với Phương để nó mở cái khớp vai của mình ra. Vươn cái tay dài ra, vươn cái tay dài ra. Rồi đổi chiều ngược lại. Vươn cái tay thẳng ra cả nhà, xoay bằng khớp vai á, tác động vào khớp vai mới đúng nha.
Rồi thôi. Rồi lúc này mình xoay khớp vai, dùng cái vai của mình nè, kéo cái vai lên và đưa ra phía sau, rồi hạ xuống, xoay thành một hình vòng tròn. Rồi xoay chiều ngược lại từ sau ra trước. Rồi thôi. Rồi các anh chị xoay eo hông. Hai tay của mình đặt vào thắt lưng. Xoay eo hông. Rồi xoay chiều ngược lại. Rồi thôi. Gặp giữa chân cả nhà. Chân nào không thuận mình làm bên đó trước ha. Các chị nhắc cái chân lên, duỗi mũi chân mạnh ra. Đặt ý từ mu bàn chân kéo dài lên tới đùi của mình. Rồi, gặp mũi chân lên. Đẩy cái gót chân mạnh ra, đặt ý từ gót chân kéo dài lên tới mông. Rồi tiếp tục duỗi mũi chân. Rồi gặp chân. Rồi gặp duỗi liên tục, cái chân của mình gặp duỗi liên tục, gặp duỗi liên tục. Rồi xoay cổ chân. Xoay cổ chân là lúc này ngay đúng tại cổ chân của mình xoay thôi ha. Rồi xoay chiều ngược lại. Rồi thôi. Rồi đổi bên cả nhà. Duỗi chân, duỗi mạnh cái chân ra. Rồi tiếp tục gặp chân. Rồi duỗi chân. Rồi gặp chân. Rồi gặp duỗi liên tục. Rồi xoay cổ chân. Xoay chiều ngược lại. Rồi thôi. Rồi hai chân của mình khép lại, xoay khớp gối cả nhà. Đặt ý vào khớp gối của mình. Rồi đổi chiều ngược lại. Rồi thôi. Rồi bước chân rộng hơn, xoay gối rộng từ trong ra ngoài. Rồi xoay chiều ngược lại. Rồi thôi. Rồi bây giờ mình xoay khớp háng ha. Các anh chị đứng trụ một chân. Chân nào không thuận thì mình làm bên đó trước. Rồi nhấc cái chân lên, cho gối vuông góc với sàn. Rồi các anh chị xoay từ trong ra ngoài, thẳng chân ra. Rồi kéo lên để nó mở được cái biên độ khớp háng nè, đặt cái phần khớp háng của mình ha. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Anh chị nào đứng chưa vững thì có thể dịnh tường để đứng vững.
Rồi xoay chiều ngược lại từ ngoài vào trong. Rồi thôi đổi chân. Rồi sẽ chiều ngược lại. Rồi thôi. Rồi cả nhà mình bước chân rộng ra. Bài này là mình xoay eo lườn. Rồi các chị nhìn Phương cái đã. Rồi phải làm theo ha. Hai chân bước rộng ra nè. Hai chân rộng ra. Hai tay đưa lên. Là lúc này là lấy khí nạp hết vô. Rồi nghiêng qua phải nè, xoay. Thì lúc này nó sẽ kéo cái bên trái. Từ thắt lưng kéo dài lên vai bên trái. Rồi các chị xoay thả lỏng lưng ra nè. Cúi xuống tay, cúi xuống là thở ra. Rồi khi đưa qua trái thì nó sẽ kéo những cơ bên phải. Kéo những cơ bên phải lên. Hai tay đưa lên thì các chị hít vào và hơi ngửa ra phía sau. Ngửa ra phía sau nè. Rồi tiếp tục hạ xuống. Rồi cùng làm với Phương nha. Xoay eo lườn bắt đầu. Thả lỏng thắt lưng ra. Vươn cái tay dài ra để nó kéo giãn gân cơ. Rồi đổi chiều ngược lại. Hai tay đưa lên hơi ngưỡng ra phía sau. Rồi các anh chị hạ đầu gối buông cốc xuống dưới mặt sàn. Xuống tắm. Hai tay của mình chống hai bên gối. Rồi lấy hai tay đẩy bẹt ha. Giãn hai cái gối ra. Trụ lại cái chân nha, mình không có xoay chân nha. Rồi các anh chị nghiêng qua bên trái này, ép cái vai phải của mình xuống nè. Mãn lưng bên phải này ép xuống. Nghiêng qua vai trái. Gương mặt nhìn gắn hết phía sau lưng. Thở và thả lỏng. Chân kéo giãn cái lưng của mình. Rồi trở về. Rồi đổi bên. Cố gắng nhìn ra hết phía sau lưng của mình. Nhìn ra được phía sau lưng luôn. Rồi. Trở về. Đổi bên. Có anh chị nào cái lưng nghe tiếng kêu lóc gớp không? Khi sống lưng như thế này nè. Rồi trở về. Rồi thôi. Rồi vẫn giữ tư thế đó. Hai tay đan lại. Chân của các anh chị vẫn bước rộng ra ha. Thẳng đầu gối. Đầu gối không có trùng ha. Thẳng đầu gối ra. Hai tay đan lại nè. Hít vào đan lại đẩy ra. Vươn ra phía trước. Tròn ra phía trước. Đẩy cái mông ra phía sau. Thẳng chân chứ không có trùng đầu gối. Thẳng cái chân ra. Đẩy ra nè. Giữ khoảng 10 giây. Rồi vẫn giữ tư thế đó, hít vào. Rồi nghiêng qua trái, kéo qua trái, kéo qua trái, kéo qua trái. Hết biên độ bên trái luôn, ngang dưới chân. Rồi giữ 10 giây, thẳng chân nha. Tay vươn thẳng ra. Rồi trở về. Trở về ngay giữa. Rồi tiếp tục hít vô, qua phải. Vươn cái tay thẳng ra. Nghiêng nó qua bên phải. Thẳng chân. Rồi trở về. Rồi lúc này hạ tay phải xuống chống đất. Tay trái ngửa lên. Thẳng lên trời. Gương mặt nhìn theo trời. Lên trời luôn nè. Tức là lúc này tay trái tay phải thành một hình đường thẳng cả nhà. Mặt nhìn theo tay trái. Ngửa cái người theo. Rồi giữ.
Rồi, đổi bên, các chị trở về. Đổi tay, chống tay trái xuống. Tay phải đưa thẳng lên trời. Gương mặt nhìn theo tay phải của mình. Rồi, thôi. Rồi, hai tay đan lại. Rồi, cúi xuống. Hai tay đẩy ra phía sau của mình. Cúi đầu mình xuống, đẩy cái tay ra. Thẳng chân. Thẳng đầu gối ra nha. Rồi. Trở về. Rồi, lúc này tay phải của mình nắm lấy cổ chân trái. Cúi xuống nào, nắm lấy cổ chân trái nào. Tay phải lọt, tay trái lòn veo phải, gương mặt nhìn ra phía sau lưng. Rồi giữ 10 giây, thẳng chân. Thẳng chân. Rồi trở về. Đổi bên. Tay trái nắm cổ chân phải, tay phải lòn veo trái, gương mặt nhìn ra phía sau lưng. Thẳng chân. Rồi, trở về. Rồi, hai tay đan lại, hít vào, đẩy ra phía trước và đẩy lên trên. Trên đỉnh đầu của mình vươn cao lên. Rồi, thu chân về. Rồi tiếp theo các anh chị nhúng gót chân. Bài nhúng gót chân này hôm qua Phương có nói là hỗ trợ cho quá trình khí huyết của mình lưu thông tốt á. Rồi các anh chị đứng là hai chân kép sát lại với nhau hoặc là giữ khoảng cách khoảng cả 10 cm thôi hai bàn chân á. Chỉnh cho hai cái chân nó song song bằng nhau. Cho cái mũi chân nó bằng nhau ha, song song với nhau ha. Đừng có bị mũi chân đừng có bị lệch ra, chỉnh lại. Rồi lúc này các anh chị sẽ nhấc cái gót chân lên, đứng bằng cái mũi, nhấc lên, hạ xuống. Gót không chạm sàn. Rồi siết nhẹ cơ bụng lại, giữ cái phần bụng này làm siết lại. Hai tay, hai cơ đăng vai phía sau mà nâng lên. Nâng lên. Để cái tay nắm hờ lại để như nào, ra phía trước ngực của mình. Hai cơ đăng vai nó nâng cái tay lên này nè. Và các anh chị nhúng, không có cần phải lắc tay, các anh chị nhúng như thế này thì cái tay tự nó lắc theo. Siết nhẹ cơ bụng lại. Siết nhẹ cơ bụng lại. Rồi đầu gối của mình là trùng nhẹ để mở khớp gối ra ha, chứ không phải là mình đứng thẳng băng nha. Không có thẳng băng cái đầu gối, thẳng băng đầu gối là các anh chị sẽ bị đau đầu gối, hơi trùng nhẹ xuống tí xíu. Trùng cái gối nhẹ xuống để mở khớp gối ra. Rồi lợi ích của bài này đó là giúp hỗ trợ cho làm sạch cái thành mạch máu của mình. Khi quá trình các anh chị nhúng như thế này nè, nó tạo nên một cái xung động trong cái thành mạch đó. Nó sẽ gớp những cái mảng bám dơ xuống, nó làm sạch cái thành mạch máu của mình. Thì từ đó giúp cho máu huyết lưu thông tốt. Rồi nó sẽ phát triển cái hệ thống căn cơ chân của mình. Rồi bên cạnh đó nó sẽ phát hỗ trợ cân bằng hệ thống căn cơ hai bên. Hơi thở cứ hít vào hết cả nhà. Siết nhẹ cơ bụng lại. Rồi. Hôm nay mình tập tới đây thôi. Hôm sau sẽ tập nhiều hơn. Nhưng mà Phương thấy như có một hai anh chị người mới sẽ bị mỏi chân á. Rồi các anh chị lau mồ hôi đi để mình qua cái bài bơm khí. Rồi cả nhà mình còn nhớ hôm trước Phương có chia sẻ về vấn đề mà máu không? Mạch máu á. Khi bệnh tật ở đâu là do nơi đó giữa tế bào sinh và chết nó bị mất cân bằng, vậy thì bây giờ mình giảm chết và tăng sinh
Vậy thì khi có nguyên liệu rồi mọi cái rồi, nhưng mà quá trình mà máu nó tới không tới á thì hiệu quả nó cũng không cao. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta bơm khí, đồng thời đó là máu nó cũng tới đó luôn, tại vì khí và máu nó đi cùng với nhau. Khí thì trợ cho huyết, huyết thì chở máu. Vậy thì hôm nay mình bơm khí ra tới nơi nào thì nơi đó nó có máu ra tới đó luôn. Rồi, vậy thì ngày hôm qua các anh chị đã hết xuống vùng khí hải, vùng đan điền. Đây là trung tâm bể khí của mình, và từ nơi đây nó sẽ vận khí đi khắp toàn thân. Thì mình sẽ kết hợp đó là sit nén. Sit nén lại. Xích nén cái phần này nè, cái phần vùng đan điền của mình nè, đó, xích vô các nhóm mà gân cơ mà nó từ cơ nó bám với xương của mình đó, các anh chị xích vô, rút vô, gom về, đúng, gom về vùng đan điền giúp Phương, gom về, rút vô, xích vô, thì lúc này hậu môn của mình nó nhíu lại. Nó siết lại, nó rút 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 vô nha, chứ không phải là mình gồng giống như là cái khăn gì nè. Đây là hai đầu xương, hai bàn tay của Phương này giống như hai cái đầu bám gân cơ bám xương. Thì quá trình mình siết gì nè, cảm giác nó rút gì nè, đó, nó rút từ 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 từ, nó kéo vô kéo vô kéo vô. Thì quá trình đó các anh chị siết như vậy, nó tạo thành một cái lực siết và nén bên trong, để cái vùng đan điền này nè, vùng bể khí nè, nó nén để nó bơm đi tới cái nơi mà mình cần bơm. Vậy thì cả nhà mình hình dung ở đây giúp Phương khu vực vùng đan điền nè, anh chị hình dung nó giống như là cái máy bơm của mình vậy đi ha, anh chị hình tượng như vậy giúp Phương ha, là máy bơm. Thì khi ở đây là máy bơm, mình siết nén, nó giống như là bật cái công tắc điện lên gì đó, siết nén để bơm khí đi ra tay. Vậy thì để bơm khí được ra tay thì các anh chị phải đặt ý ra tay giúp Phương, đó, đặt ý ra đây, đặt ý ra tay. Nếu mà muốn bơm khí ra tay thì đặt ý ra tay, bơm khí ra chân thì đặt ý xuống chân. Ý dẫn khí, ý dẫn khí. Vậy thì ý ở đâu thì khí nó sẽ tới đó. Lúc rút vào là thở ra đúng không? Đúng mà, lúc mình siết nén như thế này nè, mình sẽ kết hợp xì cái miệng ra nữa. Khi các anh chị xì miệng ra một phần để cho khí nó tốt ra một phần ở miệng, một phần ít ra miệng thôi để nó không có bị xông lên đầu. Bên cạnh đó khi các anh chị xì ra, cái tiếng xì của mình á, nó tạo nên cái việc mà rút cái bụng này nè, cái bụng các nhóm cơ ở trong bụng á, nó rút vào, nó tạo cái lực nén. Thì các nhóm cơ từ ở dưới nè, từ dưới này nè, những cái nhóm cơ chậu cơ bụng của mình đó, rồi ngay giữa cái bộ phận sinh dục và bộ phận hậu môn ngay giữa đó đó, có một nhóm cơ ngay đó, các anh chị nhíu lên, kéo lên, rút vào, rút vào, rút vào, giống như hôm qua Phương có nói. Rồi Phương làm mẫu trước cái ha. Phương một cái quần lại cho đây. Rồi chỗ này Phương xin phép dán cái áo lên để các anh chị thấy được cái phần bụng. Rồi đầu tiên là các anh chị phải hít khí xuống dưới đan điền cái đã. Hít vào. Rồi trung tâm bể khí của mình có khí rồi đúng không? Thì lúc này các anh chị có khí rồi, các anh chị sẽ bơm khí đi, bơm khí ra tay. Thì các anh chị đưa tay ra thả lỏng, đặt ý ra 10 đầu ngón tay. Rồi khi đặt ý ra 10 đầu ngón tay rồi thì ý dẫn khí, thì siết nén cái phần bụng này lại để khí nó được vặn đi. Rồi bơm ra nè, khí nó ra tay, hết khí rồi đúng không? Tiếp tục hít vô lại, hít vô,
Rồi tiếp tục bơm. Hết khí đúng không? Tiếp tục hít vô. Rồi đủ đầy khí rồi tiếp tục bơm. Rồi hết khí tiếp tục hít vào. Làm như vậy khoảng cỡ 10 nhịp, 10 lần. Để các anh chị sẽ cảm thụ được khí nó ra tay. Rồi các anh chị nhìn cái bụng của Phương nào. Khi siết nén là cái bụng nó rút vô, rút vô. Cái miệng của mình xì ra. Miệng xì ra là bụng rút vô. Kết hợp cùng một lúc. Miệng xì ra nè. Miệng xì ra nè. Là cái bụng nó rút vô nè. Để nó tạo cái lực nén bên trong. Rồi khí nó được vặn đi. Rồi các anh chị làm chỗ này với Phương ha. Bơm khí ra tay. Nhớ là ý dẫn khí nha. Các anh chị phải đặt ý ra 10 đầu ngón tay. Còn các anh chị còn giữ ở bụng là khí nó ở bụng không ra được. 10 lần nhịp hơi thở của mình. Các anh chị nhớ cái miệng xì như thế này nè. Hai hàm răng cắn lại. Xì nè. Xì như vậy là cái bụng nó rút vô để nó nén. Chứ không phải là sạch sạch ha. Các anh chị sạch sạch như vậy là không đúng. Qua nhiều lần thì nghe nhiều anh chị xì như vậy là không đúng. Thì nó không có cái lực khí gì đi hết. Giống như các anh chị nghĩ sạch 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 như thôi. Giống như là xịt nước tương như bánh mì gì đó. Ha. Rồi các anh chị làm đi. Tay của mình thả lỏng ra chứ đừng có gồng. Thả lỏng ra. Vậy thì khi các anh chị bơm khí đi được như thế này, thì khí đi tới đâu máu huyết nó lưu thông tới đó. Thì những cái việc mà chúng ta bị mỏi nhất, các anh chị còn nhớ cái khí cạnh của đông y không? Thông bất thống, thống bất thông. Vậy thì đau nhất là do nó chưa được thông suốt. Thì quá trình này mình bơm khí ra, máu huyết nó đi ra, nó lưu thông, thì các anh chị hết đau nhất ha. Rồi rồi thả lỏng tay này, ngón tay thả lỏng ra, đặt ý ra tay nè. Rồi hít vô. Rồi bơm. Bơm là các anh chị vừa siết nén vừa xì ha. Rồi hết khí thì tiếp tục hít vô. Rồi bơm. Hít khí vào. Các anh chị làm liên tục. Làm liên tục khoảng 5 đến 10 hơi thở của mình. Rồi các anh chị làm xong rồi cho Phương biết cái cảm giác tài của các anh chị như thế nào. Rồi, có ai làm xong chưa? Anh chị cảm giác thấy tay nó làm sao? Cảm giác tay nó có mát hay là cảm thấy nó gần gần hay là mồ hôi á, nó tuôn ra cho mấy ngón tay là tay của mình bắt đầu gớm mồ hôi. Rồi cảm giác nó gần gần cái tay. Thì nếu có những cái cảm giác đó là khí của mình nó bơm ra được. Đúng rồi, nóng nóng tay luôn. Mấy kẻ ngón tay có mồ hôi khí nó vặn ra. Cánh tay nóng gần lên là đúng rồi. Không có gồng tay nghe. Quá trình này các anh chị không gồng tay. Rồi một cái cảm giác nữa, đó là khi tay mình buông ra không có khí thì các anh chị sẽ thấy cái tay nó mềm. Nhưng mà khi bơm khí ra, các anh chị sẽ thấy cái tay của mình nó bắt đầu được căng ra. Nó căng căng ra khi có khí. Giống như cái bánh xe của mình nó bị mềm đó. Khi các anh chị bơm khí vào thì bánh xe nó bắt đầu nó căng ra. Nó căng ra. Nó căng cứng nhờ có khí. Còn các anh chị xì thả lỏng ra thì nó sẽ mềm lại. Lê Thị Thanh Phương đó là thầy chỉ lại cách xịt xịt. Xì ra chứ không phải xịt. Ý Phương nói là các anh chị xì ra chứ các anh chị đừng có xịt. Tại vì nhiều lần nghe các anh chị xì á, các anh chị xì gì nè. Thì như vậy không đúng. Như vậy là không có đúng. Khí nó không có vặn đi được. Mà nhìn cái bụng của Phương nè. Vừa xì, bụng vừa rút vào nè, bụng vừa siết nén nè. Thấy không? Thấy bụng siết vô không? Để Phương đứng ngang cho. Rồi đang hít khí vô nè. Rồi bơm nè. Xì một cái là bụng nó rút vô. Xì hai cái bụng nó rút vô, bụng hết khí rồi đúng không? Tiếp tục hít vô lại nè. Rồi đủ khí rồi nè, tiếp tục xì. Hết khí rồi đúng không? Bụng nó xẹp rút vô.
thì nó hết khí rồi tiếp tục hít tiếp. Thì làm như vậy khoảng cỡ 10 cái hơi thở của mình như vậy đó. Có một câu, có một tin nhắn này rất là hay nè. Chị Nga Nguyễn nói là thầy ơi, phải làm nhiều việc cùng một lúc, em cứ gối tung hết cả lên, em không xì được không ạ? Không xì thì sao tạo được cái lực nén bên trong? Giai đoạn này các anh chị phải bơm đi xì như vậy để nó đẩy đẩy cái khí đi được tốt hơn. Có gì đâu mà nhiều việc, chỉ làm có một việc duy nhất thôi, đó là bơm khí đi. Thì Phương diễn giải ra cho các anh chị hiểu như vậy thì các anh chị thấy là Phương nói nhiều việc, nhưng thực chất ra nó chỉ có bao nhiêu việc đâu. Hít vô thì là mình phải có khí, muốn bơm đi được thì các anh chị phải có khí, thì các anh chị hít vô, hít xuống nang điền có khí rồi, siết nén, bụng siết nén, miệng xì thì làm cùng một lúc, chứ mình không có tách ra. Tại vì do Phương nấu thì nó bị tách ra cái trước cái sau, còn các anh chị làm là cùng một lúc, phối hợp cùng một lúc, nó diễn ra có vài giây à. Còn Phương hít thì các anh chị đâu thấy được đâu. Bơm nè, rồi tiếp tục hít bơm vậy đó, nó đơn giản mà. Để tay xuôi cú xuống cũng được nữa. Đúng rồi, bơm khí xuống bàn chân thì cũng cùng một lúc xì ra như vậy luôn. Tại vì các anh chị bơm như vậy, các anh chị xì ra như vậy, nó tạo một cái lực siết nén để nó đẩy khí đi ra. Còn những buổi hôm sau mình tập thay gan đổi cốt thì nó sẽ khác hơn tí xíu. Rồi vậy thì hôm nay bơm khí ra tay đúng không? Khí ra được tay thì có phải máu nó cũng ra được tay không? Thì máu nó ra được tay, khí ở đâu? Ý ở đâu thì khí tới đó, máu nó ra được tay. Thì các anh chị bơm tập từ từ, thấy cái tay này nó hồng hào lên. Vậy thì bây giờ chỗ nào đau nhất, chỗ nào càng khỏe lên thì các anh chị đặt cái ý vào đó, các anh chị bơm là khí nó ra. Và quá trình này bơm khí ra tay nè, cái lực tay của mình nó phát huy cái sức mạnh lên, phát huy cái sức mạnh lên. Làm cái gì mà càng tới sức mạnh thì các anh chị hít lấy khí, dịch chuyển cái ý mình ra tay cái thì khí nó ra. Đây Thanh Phương nói là mới lúc sáng em bị đơ vai cổ bên phải, bơm khí xíu mà giảm 80%. Đúng rồi, các anh chị bị đau nhất, các anh chị bơm khí ra là nó giảm liền, nó thông á. Rồi vậy thì bây giờ ra tay rồi đúng không? Tới ra lưng. Ra lưng cũng làm đi chang như vậy thôi, nó chỉ có một cái là khác địa chỉ. Thì các anh chị đặt lại cái ý chỗ mà mình cần bơm tới, bơm ra lưng thì đặt ý ra lưng. Rồi còn bơm khí xuống chân nè. Bơm khí xuống chân, vậy thì ai bị đau đầu gối rồi nè, chạy bộ rồi mỗi cái căng cơ chân đau chân thì các anh chị bơm khí xuống chân. Rồi, bơm khí xuống chân thì nó chỉ khác với tí xíu thôi. Đó là ngay cái hậu môn của mình ngay đây nè, các anh chị phải thả lỏng ra, nhả ra. Các anh chị mà siết cái hậu môn lại là coi như nó khóa lại thì khí nó không xuống được, chỉ cần nhả hậu môn ra là khí nó chạy đi thẳng xuống. Rồi các anh chị làm thử đi, làm thử bơm khí xuống chân đi, không có nhíu hậu môn, vẫn siết cơ bụng, vẫn xì xì và rút bụng vô, nhưng mà hậu môn mình không có nhíu lên ha. Thì các anh chị bơm như thế này cho nó thông đường ống khí mọi cái. Rồi những lần sau các anh chị hít đó, không nhiều khi không cần phải bơm xuống chân nữa, mà mình hít một cái là khí nó chạy thẳng xuống chân luôn. Tại vì đường ống khí của mình nó được thông rồi. Chị Nga Lê hỏi em bị nổi găng tay nhiều, bơm khí xuống tay nhiều lên, bơm khí xuống tay liệu có hết bị nổi găng không thầy? Thì em không biết. Rồi mình bị nổi găng nhiều găng lên, mình xem coi tay mình ốm hay mập, có phải tay ốm không? Ốm thì nó nổi găng lên. Vậy thì giờ tập thì quá trình bơm khí ra tay thì có phải máu nó đi ra
thì từ từ tay của mình nó phát triển cái cơ lên, rồi bơm khí từ từ cái tay nó bắt đầu nó tròn lên, không khí lên đầu, bơm khí lên đầu thì cũng y như vậy thôi, dịch chuyển cái ý mình lên đầu. Rồi cái bài massage hồi xuân cơ thể hồi nãy cũng là hỗ trợ cho quá trình khí huyết lưu thông lên vùng đầu đó. Bài này cực kỳ hay và quan trọng nha cả nhà. Đôi khi nhiều khi trường hợp mình bị đột ngột, bị đau gì đó, chấn thương gì đó, thì các anh chị có cái năng lực này là cứu mình ngay lúc đó đó. Tại vì nhiều anh chị chia sẻ với Phương, những anh chị học thay gan đổi cốt á, bị những trường hợp mà tai nạn á, cái nhớ đến khí là quay ngang bơm khí ra nơi đó, là nơi đó nó hạn chế cho quá trình tổn thương. Nó hạn chế quá trình tổn thương. Tại vì khí huyết nó ra đó nó nuôi mới liền. Tại vì tế bào nó vừa bị đúng không? Nó chưa có chết đi liền, nó vừa bị tổn thương mà các anh chị đưa khí huyết ra, các anh chị nó được nuôi mới trở lại. Được các chị Văn. Quốc Quốc Bảo Liêu đâu rồi, có thể giơ tay lên được không? Quốc Bảo Liêu, thấy Quốc Bảo Liêu nhắn tin hỏi nè. Thì ý ở đâu thì khí tới đó, thì mình đặt ý ở đâu là nó là đích đến của khí ở đó đó. Vậy thì mình ngẫm lại này cả nhà. Ngẫm lại ha. Cơ thể này của mình nè, nó được vận hành, nó được nuôi nè, đó là hệ thống máu của mình. Nó được nuôi. Máu nó vận hành, nó trợ dưỡng chất, nó nuôi toàn bộ cơ thể. Vậy thì bây giờ nơi nào mà máu nó không tới được thì có phải đồng nghĩa với việc nơi đó từ từ nó bất ổn không? Hoặc là nó bị khu vực đó bắt đầu, nó có thể gọi là gì? Chết đi. Ví dụ như những trường hợp mà bị huyết khối gì đi, nó không máu lên vùng đầu được nửa bên nè, thì nó làm bị nửa bên não bên đó nó bị ảnh hưởng. Vậy thì các anh chị làm cái bài này là bơm khí, giúp cho khí huyết nó lưu thông toàn thân. Rảnh các anh chị bơm ra tay, bơm xuống chân, bơm ra lưng, ngồi làm việc một hồi cảm thấy mỏi cái lưng là bơm khí ra lưng, cảm thấy bị đau nhức ở đâu là nhớ đến việc đó là thông bất thông, thông bất thông, thì bơm khí ra nơi đó nó thông suốt là nó hết đau nhức. Rồi nơi nào bị tổn thương thì bơm khí ra, thì máu nó ra, thì nơi đó nó được nuôi mới trở lại. Còn nếu như mình không biết cái này thì bị cái gọi là mình khí nó không được vận ra tốt, thì cái nơi đó nó không được lưu thông máu tới, được nuôi tốt. Rồi các anh chị cho Phương chút cảm nhận hôm nay các anh chị bơm khí đầu ra được hết chưa? Xin mời chị Hằng ha. Em mở mic rồi đó chị. Thầy cho em hỏi tí, lúc mà em bơm khí ra thầy, cái tay giống như nó hơi râm râm mà ngứa ngứa vậy, dễ chịu quá thầy, có đúng không thầy? Dạ đúng, đó là những hiện tượng khí huyết nó lưu thông ra thôi, cảm giác nó ngứa ngứa này, gần máu nó lưu thông ra đó. Dạ đúng rồi. Với tay bắp tay đồ giống như nó có vẻ căng ra, giống như mình thổi khí vô thầy. Dạ. Chân cũng vậy. Chân có nghe giống như nó hơi rừng rừng ngứa ngứa thầy. Dạ. 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 Em biết ơn thầy ạ. Tiếp tục bơm để cho thông cái đường ống. Nhiều anh chị chưa cảm nhận được thì có thể cái đường ống khí của mình nó chưa có được thông cho lắm, nên đôi khi mình chưa có cảm nhận rõ. Thì các anh chị cứ vậy bơm giúp Phương đi. Hàng ngày rảnh rồi nè, ngồi bơm. Ngồi không làm gì, bơm khí ra lưng.
ngồi làm việc mỏi lưng á, ngồi hồi cái bị mỏi lưng cái là bơm khí ra lưng, làm gì đó mỏi tay cái bơm khí ra tay. Rồi xin mời Khánh Hòa. Vâng, thưa thầy, cảm ơn thầy là mấy hôm nay là em bị ở ngoài Bắc em gọi là chạy lưng đấy, kiểu mình quay sai tư thế thế là nó bị cong cong cái lưng. À, đứng lên ngồi xuống rất là khó. Và cái cánh tay trái, tay phải của em thì nó bị đau ngay khớp vai cho đến, tức là nó nhức, rất là khó chịu. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ được học cái cách dẫn khí, đặt ý dẫn khí của thầy. Thế là trong cái buổi tập hôm nay là em tập thông suốt hết. Mặc dù là nó chưa được như mọi khi, chưa giảm làm như mọi khi, nhưng mà nó thông suốt và không hề đau. Cho nên em thấy cái phương pháp mà đặt ý dẫn khí này rất là hiệu nghiệm. Và thực chất là khí nó được dẫn vào giải quyết cái điểm tắc đó, cho nên mới thông dễ như thế. Và em thấy rất rõ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều. Vậy bây giờ em muốn hỏi thầy một tí là bình thường là em hay tập yoga vào buổi sáng, nhưng mà từ khi đau cái lưng đến giờ là em không dám tập. Nhưng mà khi sáng đấy, vì là hôm qua học được đặt ý dẫn khí, cho nên khi sáng đấy em vẫn liều đưa ra tập, thì vẫn tập được trót lọt. Vậy thì mình có nên tiếp tục hay không? Hay là mình lại khoán tập tiếp? Yoga tập là tốt cho sức khỏe đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình có khí, đưa khí vào thì quá trình tập đó, có thể trong quá trình tập nhiều khi chị chưa được cái sự thông của cái vùng khí đó đó nên đau, thì hồi sáng thì chị tập, chị đưa vào chị cảm thấy nó đã ok rồi, chị cứ tiếp tục tập đi. Tại vì yoga thì nó sẽ giúp cho mình cắt khớp nó được mở ra, thì chị tập yoga chị giúp em đó là mở cắt khớp nó được mở ra, tuổi thọ của mình nó sẽ được tăng. Khi cắt khớp mở ra mà mình có khí vô nữa, khí nó lưu thông tới nữa, thì cái sự nuôi mới nó rất là tốt. Chị có cái sự linh hoạt tốt nữa. Cảm ơn thầy. Vì là cứ sợ mình nó bị như thế thì mình mà cố thì nó sẽ không được. Nhưng mà em thấy khi sáng buổi tập nó không hề mắc mỡ một chút nào, là nhờ đặt ý. Và cái buổi trưa nay thực chất là nó rất hiệu hiểm cho cái cánh tay này. Cánh tay nó đau, khi đau là mình rất là buồn. Yeah. Buồn, phải buồn trong người ấy, nhưng không biết vì sao mà không giải quyết được. Nhưng mà cái đặt ý dẫn khí này thì nó giải quyết ngay được trong cái trường hợp đó, và quay tay thoải mái. Cảm ơn thầy. Bị đau nhất gì đó làm mới thấy nó hiệu quả, mới thấy nó hay. Còn bình thường không gì thì các anh chị cảm giác nó giống như khí nó chạy gần gần rồi mồ hôi nó ra vậy thôi. Vâng, nhưng khi thấy đau rồi giải quyết được cái thấy nó hay. Đấy, em muốn nói cái câu chuyện của mình ra để bạn nào mà chưa thấy được cái cảm nhận như thế là vì mình chưa đau. Chứ thực chất là nó rất là hữu hiệu đấy ạ. Cảm ơn thầy. Và dạ, mọi người cứ mạnh dạn tập đi, bởi vì nó thống thật sự, nhưng mình không đau. Cho nên mình chưa cảm nhận được, chứ khi mình đau rồi mà mình đặt ý đúng để khí vào thì nó rất là ok. Cảm ơn thầy. Biết ơn chị đã chia sẻ để cho mọi người cùng thấy đơn giản nhưng mà nó có sự hiệu quả. Ôi, em ngưng tập nắng suối nguồn tưới trẻ từ 2 tuần nay rồi. Không dám tập vì sợ người ta bảo là mình phải đi Tây Y để đi Đông Y để nấn. Để dạ, để nấn lại khớp ấy. Cho nên mình cứ đi làm cái gì cũng khó, thậm chí là muốn ngồi xuống để rửa cái bát thì mình cũng phải ngồi thẳng lưng. Thẳng tư thế từ trên xuống. Nhưng mà bây giờ chỉ mới tập từ sáng ngày và bây giờ thì cảm thấy nó rất là thoải mái thật sự. Yeah. Mà em nghĩ nếu như mà được phép tập hôm nay mà mạnh dạn hỏi thầy có được tập tiếp hay không, nếu như mình thấy ổn, mà nếu được tập tiếp thì cái tình trạng này sẽ được giải quyết nhanh, em cảm thấy như thế. Dạ. Yeah. Hãy làm theo cảm nhận của mình. Tại vì em không thể nào nói ra được hay không được đâu. Tại vì nếu mà nói được cái mà chị tập cái lỡ mà nó đau cái nữa là chị đổi thừa em là đổi em đó, nên em không nói được cái đó. Nên mình lương cái sức mình và cái cảm nhận của mình ngay lúc đó, cái biên độ cường độ của mình ngay lúc đó ha.
Tại vì chính mình là người cảm nhận ngay lúc đó. Dạ. Biết ơn chị. Phương thấy có mấy anh chị hỏi là quá trình bơm khí có ngồi được hay không này, đều được hết. Các anh chị ngồi làm việc cũng vẫn bơm khí được, kể cả nằm cũng được, bất kỳ lúc nào đều bơm khí được. Ha, tại vì mình hiểu cái nguyên lý vận hành của nó là khí nó xuống dưới vùng đan điền, trung tâm bị khí có, thì quá trình các anh chị đặt ý, ý ở đâu thì khí tới đó. Rồi, siết nén này nè. Siết nén này là để bơm khí, để cho quá trình thúc đẩy cho nó đi nhanh hơn, cho nó đi nhanh hơn. Chị Phương Ly nói là bình thường em không mang được nặng, hôm qua bế được chồng mấy vòng bên nhà quá im, ông chồng ông sợ luôn rồi đúng không? Đặt ý là suy nghĩ của mình hướng tới chỗ đó. Chị Thanh Phương hỏi thì nó cũng là một cái suy nghĩ của mình á, nó cũng thuộc dạng một cái là cái ý muốn của mình đó chị, chứ cũng không phải suy nghĩ nhiều, tức là mình muốn tới chỗ đó. Ví dụ như giờ đặt ý nè, cái bút này nè, các anh chị đặt ở đây thì cái bút nó sẽ nằm ở đây. Vậy thì ý dẫn khí, vậy thì các anh chị đặt ý ở đây thì khí nó sẽ đi tới. Nó sẽ đi tới. Tại vì khí nó là một cái vô hình nên chúng ta cảm nhận. Và nhiều anh chị thì cái sự cảm nhận nó chưa có rõ nét nên mình chưa thấy, nhưng mà các anh chị cứ tập đi, cứ hàng ngày cứ hít thở, cứ bơm khí để cho khí nó lưu thông. Rồi, có anh chị nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Cả nhà, có anh chị nào có câu hỏi nào không? Nếu như không á, là coi như các anh chị tới đây là các anh chị đạt ha. Là ngày mai mình sẽ đi tiếp bài khác. Còn ai chưa gõ hay còn lăn tăn gì đó thì các anh chị cứ giơ tay lên hỏi để Phương giải đáp. Nhiều khi các anh chị ngồi trên xe, các anh chị chạy xe cũng bơm khí được nữa. Lúc nào mình cũng bơm khí được hết. Rồi, không có ai hỏi gì thì mình sẽ kết thúc lớp ở đây. Ngày mai, lộ trình ngày mai là mình sẽ... Yên Hoàng nói là ok, shit. Có được ok hả? Hồ Huệ Phương hỏi gì? Thấy Hồ Huệ Phương giơ tay nè, mời chị. Rồi chị nói đi chị, mất mở rồi đó. Chưa nghe được chị ơi, mất. Dạ thằng em nói thầy. Dạ nghe đó chị. Dạ cho em hỏi là cái lúc mà mình thở ra thầy, là cái cơ bụng trên của em nó sẽ bị gồng vô thầy, là có đúng không thầy? Nó rút vô đúng không? Dạ đúng rồi, cái cơ bụng trên nó sẽ siết vô nhưng mà cái cơ bụng dưới nó sẽ phình ra. Lúc xì ra đâu có phình ra đâu, rút vô hết chứ mình đâu có phình ra. Rút vô hết là từ phần cơ bụng trên, cơ bụng dưới đều rút vô hết này. Rút vô hết cho đến khi hết khí thì thôi. Em tập lại mới hết lại thì bụng nó mới phình ra, khi có cái bụng nó phình ra. Nè chị nhìn lại cái bụng của em nè. Dạ. Rồi siết nén vào bơm nè. Chị thấy nó rút hết đâu. Thầy đã ngang đúng này, thầy đứng ngang lại đúng này. Dạ em thấy rồi. Đó. Cái rút vô hết rồi tiếp tục, đặc biệt là rút cái phần bụng dưới á, bụng dưới rút nó nén đẩy đi ha. Dạ không phải là, cảm ơn thầy. Không phải là như vậy, không phải là cái chị xì ra mà nó đẩy ra. Em hiểu cái cảm giác của chị là cái cảm giác dạ, dạ. Rút vô mà cái bụng dưới nó đẩy ra là không phải nha. Dạ mấy xíu ai đi nghe
Như vậy là không đúng, xì mà cái bụng Dạ. dưới đẩy ra là không đúng ha. Dạ rồi em cảm ơn thầy, biết ơn thầy ạ. Dạ. Xin mời Nga Nguyễn. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi xíu là đến lúc mà mình xì mình thở ra ngoài, mình xì để mình đẩy khí đi ạ, là mình một hơi thôi hay là mình xì từ từ hay là như thế nào thầy? Xì từ từ thì nó không đủ lực để nén đi, thì tùy theo cái độ hơi của mình dài hay ngắn, tức là cái lưu lượng khí trong bụng này là nhiều hay ít. Nó nhiều thì chị xì 2-3 lần, còn nếu nó ít thì chị xì 1 lần là nó hết khí thì mình tiếp tục mình hít lại, Dạ. chị hiểu không? Dạ. Nó phụ thuộc theo cái bể khí mình đây nè. Nãy nãy em lại lại đẩy từ từ. Không có từ từ, chị đang xì từ từ gì nè, đúng không? Vâng. Gì đúng không? Dạ, em đang thế ạ. Không, cái đó là giống như chị xì theo cách thở thôi, còn xì cái này để nó tạo cái lực nén khí đi, nó thúc đẩy khí đi nhanh hơn á. Không Dạ. phải vậy, không phải, không phải vậy mà là xì xì cái bụng này rút vô, thấy không? Cái này gọi là xịt nước tương Để em tập từ từ thêm có gì không hiểu mai hỏi lại thầy ạ. đó. Dạ Dạ thì cảm hai ơn. cái đó nó kết hợp với nhau, miệng xì bụng xiết nén, cái độ xì của mình kéo dài là nó phụ thuộc thêm cái bụng của mình rút vô nè, cái miệng em xì nè, đó là cái bụng nó rút vô. Khi cái bụng mình nó rút vô hết được nữa thì mình đi ngưng tiếng xì và tiếp tục lần hai đó, cái bụng nó rút vô hết được mình mới ngưng tiếng xì ha, chị hiểu không? Chị hiểu ý chỗ này không? Dạ. Ừ. Là mình đẩy khí đi là mình mới xì. Đúng rồi, đặt cái ý ở ra tay, cái bụng siết vào mình mới xì cái miệng ra, chứ không phải là mình xì cái miệng, bụng nó siết nén vào và mình mới xì cái miệng ra. Nè, em không xì cái bụng này, cái miệng em chỉ xì thôi nè. Nhưng mà có cái việc xì cái bụng vô thì cái lực xì nó sẽ khác. Thì nó mạnh hơn, khí nó đi mạnh hơn. Dạ. Rồi chị tập đi, rồi có gì ngày mai có gì tập tiếp ha. Dạ thầy, cảm ơn thầy ạ. Rồi các anh chị cứ hàng ngày tập thêm bài này giúp Phương. Tập xong rồi ngủ nghỉ, tập xong rồi ngủ nghỉ. Hôm nay Phương chưa có ngủ nghỉ nên các anh chị ai giờ này cứ các anh chị cứ cứ tự chủ động mình ngủ ha. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc lớp ở đây. Tí xíu nữa 2 giờ Phương có buổi chia sẻ chuyên đề về sức khỏe, thì các anh chị có thể vào giao lưu với Phương nguồn gốc của bệnh tật và tư duy để khỏe mạnh, thì các anh chị sẽ có cái tư duy để các anh chị khỏe mạnh. Link nào hả, để Phương các anh chị đợi tí xíu, Phương gửi lên, Phương gửi lên Phương chat ha. Buổi chiều hôm nay là Phương chia sẻ cho Tâm Mi Dung. Tâm Mi Dung, đây là link của Tâm Mi Dung, thì các anh chị vào 2 giờ 1 rưỡi các anh chị có thể vào để giao lưu cùng với MC.